Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn cùng đến với Tung Tăng TV và chào mừng tất cả các bạn cùng đến với Quảng Bình. Thưa các bạn, nằm trên đường đi lên Phong Nha của Quảng Bình quê ta có một vườn hoa cực kỳ đẹp mang tên Đồng Soi. Đây là một địa điểm cực kỳ thích hợp dành cho các bạn trẻ thích chụp ảnh check-in với những góc hình cực chất và cũng là địa điểm được các cặp đôi lựa chọn để chụp ảnh cưới. Bởi vì nơi đây có rất nhiều bối cảnh và khá phong phú các loại hoa mang ý nghĩa cho tình yêu. Đặc biệt, có rất nhiều điều để bạn có thể trải nghiệm thoải mái. Nếu như bạn xuất phát từ trung tâm thành phố Đồng Hới thì chỉ mất khoảng 40 phút chạy xe, vừa đi vừa ngắm cảnh thiên nhiên hai bên đường. Đây là địa điểm mà Tung Tăng TV đã đến trải nghiệm thực tế vào đầu năm 2020. Thưa các bạn, thì nếu như chúng ta trên đường đi đến Phong Nha sẽ có một cái khu vực cánh đồng hoa hướng dương, Đồng Soi. Chúng ta sẽ đi vào phía bên trong nha. Đi thôi. Vé tham quan ở đây là 40.000 đồng, ở đây sẽ phục vụ dừa, các thứ. Có thể là phí ảnh cưới nó cao hơn một tí. Hai bên thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều những cái hoa cực kỳ đẹp luôn. Và sẽ có tất cả những cái như là đu này, rồi xích đu này. Nhưng mà đây là đu dây thừng thì đúng hơn. Sẽ cho các bạn có những góc chụp rất là đẹp luôn. Rồi các bạn đã thấy một cái không gian đẹp chưa? Đấy, hai bên là những cái hoa cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Và ngắm cận cảnh này, những cây hoa. Cái này mấy bạn nữ là cực kỳ thích luôn. Ơi, đi sâu vào đây sẽ có một cái khu vực gọi là cái cối xay gió ở phía trên này này. Ở đây thì các bạn hoàn toàn có thể trèo lên phía trên của cối xay gió này và ngắm toàn cảnh cũng như là có những góc chụp hình phía hướng phía dưới này và lấy luôn cả cánh đồng hoa hướng dương này. Đấy, và rất là nhiều góc. Và lượng khách đến đây cũng rất là đông, hầu như là các bạn nữ. Rồi rời khu vực bên kia thì xin mời các bạn qua cái khu vực tiếp theo, đó là Ship Home, khu vực của những chú cừu. Xin chào. Đây, tại sao lại chấn lại? Chấn lại bởi vì đề phòng cừu nó lọt ra. Chúng ta thử vào xem cừu nó có mạnh dạn không. Bây giờ cái mùa này hình như là cừu bị trụi long hết rồi, xử lý hết rồi. Đây là tiếng kêu của dê, không phải là cừu đâu. Khá là dễ thương đúng không? Ở đây chỉ có 3 con, 4 con, 4 con cừu. Ra ngoài còn phía trong này sẽ có một cái chuồng người ta nuôi cừu trong này này. Mình sẽ thử vào trong chuồng cừu, sau đó mình sẽ thử làm dê để cho xem nó cái thái độ nó như thế nào nhá. Các bạn quan sát xem nó như thế nào, thấy không? Kiếp kiếp. Nhìn mình mong. Xem nào, có vào được đây không nhỉ? Đây, lạc loài thấy chưa? Nếu nó thấy khác đồng loại cho nên là nó rất là sợ.
rồi đi qua đây các bạn. Cái khu vực này thiết kế khá là hay ở chỗ là người ta tận dụng những cái cây, sau đó treo những cái đu lên trên này. Thực sự ra những cái hình thức mà đu như thế này thì chúng ta đã nhìn thấy rất là nhiều nơi, đặc biệt là những cái kiểu xích đu tử thần. Cười em ơi, con gì đấy em? Con dê à? Đây, ô con này là mới sinh hay sao em? Mới sinh. Đây. Thôi, đây như thế này là nhiều bạn lại lại muốn mình làm là con cừu như thế này để được bế lên tay đúng không? Rồi, cảm ơn hai em nha. Rồi, ok, thành công nha. Thấy chưa? Đúng rồi, hiền như cừu thật. Bây giờ mình sẽ tiếp tục thả dê cho nó này. Có sợ không? Không sợ à? Rồi. Ê, các bạn đến đây và thoải mái để có thể có những bức ảnh ở ngay cái chỗ khu vực vườn hoa này và thoải mái tạo dáng với những con cừu dễ thương như thế này. Nó rất là hiền, hiền lành lắm. Rồi. Ok. Cứ tưởng như là cái trên đường đi với cái khung cảnh xung quanh này thì toàn núi non trùng điệp và những cánh đồng thì chúng ta sẽ không có chỗ gì để mà chụp hình mà đẹp theo kiểu như thế này. Nhưng mà bản thân mình thì cảm nhận là nó không khác gì một cái Đà Lạt thu nhỏ nằm ngay ở Phong Nha luôn. Chào các bạn, nếu như chúng ta trên đường đi đến Phong Nha sau khi thăm thú một số cái cảnh vật rất là bình yên và rất là đẹp thì có một món ăn mà các bạn có thể vừa thưởng thức và vừa sống ảo, đó chính là món gà nướng rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ đi vào cái chỗ mà ông anh đang còn quá trình nướng gà. Thì ở đây đa số gà đồi thôi các bạn, gà được nuôi ở xung quanh này cho nên là chất lượng rất là ngon. Hello em trai. Hey. Đây là thanh niên đang nướng gà và gà đây các bạn có thể thấy là con gà được ép ra như thế này và nhìn rất là đẹp. Đây đây đây, chúng ta đi qua bên này xem nào. Đấy, đấy gà mà phía trên kia xuống thế này còn bộ đàm nữa. Ê, toàn bộ là nướng than. Gần chín cho em. Dạ gần chín. Anh xem. Wow, nhìn đã. Đây. Thao sóng ảo nha. Đây nó giọt vào tay bởi vì mỡ gà nó xuống. Đấy các bạn quan sát kỹ này, con gà này. Đã không? Thơm. Cực kỳ thơm luôn. Thường thường một con gà đây thì bao nhiêu tiền em? 250.000. Đấy. Trời mùa đông thì có thể được, mùa hè thì nó hơi nóng. Ôi, bây giờ chúng ta sẽ đi lên phía trên cái chỗ để các bạn có thể thưởng thức món gà. Đây, đi lên. Chỗ này sóng ảo rất đẹp nha. Phía trước là một cánh đồng, có một cái vườn hoa, rồi những bậc thang đi lên có hoa hướng dương luôn này, không đi đâu xa cả. Chỗ này vẫn selfie sóng ảo ok luôn. Đấy. Bên này là vườn ổi này. Rồi. Đấy. Bây giờ thì mời các bạn sẽ quan sát cái khung cảnh chúng ta ngồi ăn gà. Món gà ở đây thì sẽ ăn cùng với xôi và có thêm một món miến nữa mà chế biến cùng với lòng. Đi vào thôi các bạn. Ở phía ngoài này thì chúng ta sẽ có một không gian khá đẹp này. Ở đây các bạn có thể trèo lên phía trên này nhé và chụp ảnh ở đây này. Ok. Đây, thoải mái lên đây nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ mời các bạn này.
Ở một không gian như thế này, các bạn quan sát xung quanh này, chúng ta có thể thấy một cái cung đường cũng như là tất cả núi đồi và những cánh đồng đang còn mùa lúa bắt đầu xanh mướt. Và xung quanh này là cảnh vật nó rất là thanh bình. Nếu như các bạn nữ mà lên đây thì mình nghĩ là sẽ có những shot hình rất đẹp đấy. Đấy, và mời các bạn cùng quan sát cái khu vực này này. Ở đây đẹp không ạ? Nếu như mà có một nhóm bạn thì các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn cái khu vực ở đây, nướng gà ở đây, nướng gà ở phía dưới này này. Và chúng ta có thể là thưởng thức ngồi hội hè gì rất là hay. Wow, thưa các bạn, thì sau một thời gian chờ đợi thì chúng ta đã có món gà nướng thần thánh ở khu vực Phong Nha. Các bạn hãy quan sát cái miếng gà này, thơm lắm. Được nướng và khi mà cái nẹp nướng ấy, nó nẹp lên thì nó sẽ có những cái vệt nhìn rất là độc đáo. Nó kiểu như gà caro các bạn. Đi ăn kèm sẽ gồm có dưa leo này, dưa chuột đấy, với là một miếng chanh. Chúng ta sẽ chấm với muối. Được trong muối này có ớt xanh và lá chanh các bạn. Ăn xôi thì kèm theo lạc này, đậu phộng. Rồi xôi. Đấy, xôi thì xôi đậu xanh nha. Thơm. Đây, các bạn sẽ thấy một con gà như thế này. Đã, bây giờ mình sẽ thử cắt một miếng gà và thưởng thức một tí cho các bạn cùng xem. Ok, sẽ có một cái kéo. Làm cái đùi trước đi. Nóng quá. Thơm cực kỳ luôn. Một miếng gà nguyên bản, thịt dai, phần da được nướng rất là giòn. Chúng ta sẽ ăn kèm với muối và xôi này, chấm muối. Mình sẽ ăn gà là cứ phải bóc bằng tay nha các bạn. Kèm sẽ có một ba tô cháo, cái miến hay là gì đây em? Miến này là miến lòng này. Gà rất là dai, phần da giòn, đây, giòn rụm luôn, tuyệt vời đấy. Ok, bây giờ mời các bạn nào cùng thưởng thức nha.